McGrath 2023 top 10 bikini đỏ body cực mướt, Lê Hoàng Phương làm đối thủ lu mờ nhờ một điểm. Hiện tại, cuộc đua của 70 nàng hậu ở đấu trường nhan sắc McGrath International 2023 đã dần bước vào giai đoạn nước rút. Trong bộ ảnh công khai top 10 phần thi áo tắm, Lê Hoàng Phương chiếm spotlight với thân hình săn chắc chuẩn chỉnh. McGrath International đang là sự kiện được người hâm mộ sắc đẹp quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại. Cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam với sự tranh tài của hơn 70 người đẹp đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Đặc biệt, Lê Hoàng Phương là đại diện được khán giả nước nhà đặt nhiều kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi năm nay, khi người đẹp này không chỉ sở hữu sắc vóc nổi trội mà Hoàng Phương còn có kinh nghiệm vô cùng dày dặn. Tối ngày 19 tháng 10, tổ chức McGrath International Hoa hậu Hòa bình Quốc tế tung bộ ảnh 10 cô gái được bình chọn là top 10 best in swimsuit của mùa giải 2023 bao gồm đại diện Brazil, Colombia, Guatemala, Peru, Bolivia, Cambodia, Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Indonesia. Trong số 10 thí sinh, các đại diện đến từ khu vực Latin có 2 thí sinh được đánh giá cao là đại diện Colombia và Peru. Bên cạnh đó, đại diện Việt Nam Lê Hoàng Phương cũng gây ấn tượng mạnh với màn bắn ảnh đẳng cấp cùng hình thể chuẩn đồng hồ cát và chiều cao 1m76. Với kinh nghiệm người mẫu vốn có, chân dài quê Khánh Hòa thể hiện tốt các phần thi nghiêng về mặt trình diễn và tạo dáng trước ống kính. Lê Hoàng Phương đang là một trong những ứng cử viên nổi bật với gương mặt khả ái, tỷ lệ cơ thể nóng bỏng với số đo 87-63-95. Đại diện Việt Nam cũng là thí sinh nắm giữ lượt bình chọn Best in Swimsuit cao nhất trong 10 cô gái được lọt top đề cử. Trước đó, Lê Hoàng Phương đã có màn trình diễn đầy ấn tượng trong phần thi swimsuit dù thời tiết đổ mưa và địa hình trơn trượt, dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong những lần ban tổ chức McGrath International đưa ra thông báo về việc bình chọn cho thí sinh ở các phần thi phụ, dàn hoa Á hậu Việt cùng đông đảo khán giả đều ra sức bình chọn, kêu gọi để đem lại nhiều phiếu bầu nhất có thể cho Lê Hoàng Phương. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, người đẹp đến từ Khánh Hòa Lê Hoàng Phương tiếp nhận một sứ mệnh vô cùng đặc biệt, chính là mang trên vai giải sắc quê hương tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế McGrath International lần thứ 11 được tổ chức tại Việt Nam. Ở chặng hành trình này, cô nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả quê nhà về một đại diện mạnh mẽ, sở hữu nhiều yếu tố để mang về chiếc vương miện vàng thứ hai. Hoàng Phương không chỉ mang sứ mệnh đại diện Việt Nam, quốc gia đăng cai McGrath International để thi thố, nhiệm vụ của cô tại cuộc thi còn góp phần quảng bá hình ảnh con người ở quê hương và thể hiện bản thân là một đại diện chủ nhà thân thiện và mến khách. Ngay khi đặt chân đến cuộc thi, Lê Hoàng Phương đã chu đáo chuẩn bị những món quà đặc sản như trà bông, cá hộp cho các thí sinh McGrath cũng như ban tổ chức cuộc thi. Dù chỉ là những phần quà nhỏ nhưng chúng lại chứa đựng tâm tư của nàng hậu với mong muốn để bạn bè quốc tế được trải nghiệm ẩm thực Việt Nam. Hoàng Phương luôn quan tâm và chăm sóc các thí sinh, thường hay hỏi thăm và giúp đỡ họ. Cô luôn mang trên môi nụ cười thật tươi tắn và rạng rỡ khi xuất hiện trước mọi người, mang lại một hình tượng thân thiện. Đại diện nước ngoài đều dành những lời khen có cánh và thể hiện niềm yêu mến đến đại diện của Việt Nam. Có thể thấy, dù chỉ có thời gian một tháng chuẩn bị cho McGrath International 2023, nàng hậu đã rất cố gắng thể hiện bản lĩnh và quyết tâm chinh phục chiếc vương miện danh giá. Lê Hoàng Phương cũng đã tham gia nhiều hoạt động tập luyện để nâng cao kỹ năng, chuẩn bị sẵn sàng hơn cho hành trình chinh chiến tại McGrath International 2023. Người hâm mộ sắc đẹp đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào người đẹp sinh năm 1995. Trước khi đến với McGrath International, Lê Hoàng Phương khá quen mặt tại các sân chơi nhan sắc trong nước và sở hữu loạt thành tích đáng ngưỡng mộ như top 10 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019, top 5 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022. Nhờ vậy, nàng hậu cũng đã bỏ túi kha khá thành tích ấn tượng và được nhận định là chiến binh nghiền máu, sở hữu kinh nghiệm dày dặn. Cuộc thi McGrath International Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 do Việt Nam đăng cai tổ chức diễn ra từ ngày 3 tháng 10 đến 25 tháng 10. Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Đương kim Hoa hậu Isabella Menning sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.